Kính chào quý bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Rất vui khi hôm nay lại được tiếp tục cùng đồng hành với các em trong một tiết toán của chương trình môn toán lớp 2. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Bích, đến từ trường tiểu học Xuân Phú, thành phố Huế. Để tiết học diễn ra một cách có hiệu quả, các em cần kiểm tra lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập chưa nhé. Các em sẽ chuẩn bị giúp cô vở ghi bài, vở nháp, bút và thước. Các em cũng hãy nhớ, hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thật yên tĩnh, ngồi không quá gần tivi, tập trung, lắng nghe và thực hiện các nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết học của ngày hôm nay. Kính mong quý bậc phụ huynh tiếp tục cùng đồng hành với các em. Khởi động tiết học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ đến thăm một ngôi làng nhỏ thật xinh xắn. Ngôi làng đó có gia đình bạn Vân đang sinh sống. Vân là một cô bé rất ngoan ngoãn và hiền lành, bạn ấy luôn được mọi người yêu mến. Trong đó, bà ngoại là người yêu quý Vân nhất. Một hôm nọ, bà ngoại bị ốm. Mẹ giao cho Vân một nhiệm vụ, đó là mang bánh đến biểu bà. Để tìm được một loại bánh bỏ vào giỏ, bạn Vân phải trải qua được một thử thách. Các em đã sẵn sàng để giúp bạn Vân trải qua các thử thách và đem bánh đến cho bà chưa nào? Chắc chắn là có rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách đầu tiên. Ở thử thách này, cô mời các em cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Tôi là tam giác, tôi hình tam giác. Tôi có ba đỉnh trên đầu. Tôi có ba bên hông. Và tôi là hình tam giác. Thử thách của chúng ta như sau. Hình nào được nhắc đến trong đoạn nhạc? A. Hình tam giác. B. Hình tứ giác. C. Hình tròn. Các em hãy suy nghĩ và chọn lựa đáp án đúng nhé. Cô tin rằng câu hỏi này sẽ không làm khó các em. Đáp án ở đây là đáp án A. Hình tam giác. Cô chúc mừng tất cả các em đã giúp bạn Vân tìm được loại bánh đầu tiên để bỏ vào giỏ mang biểu bà. Hãy cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nhé. Ở thử thách lần này, nếu vượt qua được, các em sẽ giúp bạn Vân mang về loại bánh mì. Hãy cùng cố gắng để vượt qua nhé. 2. Số đoạn thẳng có trong hình bên là. Chúng ta có 3 đáp án. A. 1. B. 2. Và C. 3. Các em hãy cùng suy nghĩ nào. Các em đã có đáp án của mình rồi đúng không nào? Bây giờ cùng cô kiểm tra nhé. Ở đây chúng ta thấy đây chính là hình tam giác. Ở đây chúng ta có đoạn thẳng BA, đoạn thẳng AC và đoạn thẳng CB. Như vậy hình này có tất cả 3 đoạn thẳng. Và đáp án đúng mà chúng ta phải chọn đó là đáp án C. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã có đáp án đúng là đáp án C. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách số 3 nhé. Cùng đọc to thử thách lần này cùng cô. Đây là A. Đường cong. B. Đường thẳng. C. Đường gấp khúc. Ở thử thách số 3 này, cô tin rằng với kiến thức mà các em đã được học ở tiết học trước, các em dễ dàng nhận ra đây chính là đường cong. Và đáp án A chính là đáp án chính xác. Cô chúc mừng tất cả các em đã có đáp án đúng. Như vậy, một loại bánh nữa đã được đặt vào giỏ để Vân mang biểu bà. Hãy cùng đến với thử thách cuối cùng để giúp Vân tìm được loại bánh cuối cùng nhé. Thử thách số 4 như sau. Ba điểm nào sau đây cùng nằm trên một đường thẳng? A, D, E, R. B, D, E, H. C, E, H, R. Cô mời các em cùng suy nghĩ nào. Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Bây giờ cô mời các em cùng quan sát lại nào.
Ở đây, trên hình vẽ này chúng ta thấy có một đường thẳng. Trên đường thẳng này chúng ta có 3 điểm, đó là điểm D, điểm E và điểm H. 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy, đáp án đúng ở đây là đáp án B. Cô chúc mừng các em đã có đáp án đúng là đáp án B. Các em lưu ý ở đây, 3 điểm D, E và H cùng nằm trên một đường thẳng. Hay ta có thể nói cách khác là 3 điểm D, E, H là 3 điểm thẳng hàng. Đây chính là thử thách cuối cùng của khởi động ngày hôm nay. Vừa rồi, cô cùng các em với các kiến thức về hình học đã được học ở các tiết học trước. Các em đã giúp bằng Vân tìm được 4 loại bánh bỏ vào giỏ để mang tặng bà. Vân tin rằng khi nhận được giỏ bánh này, bà của Vân sẽ rất vui và sẽ nhanh khỏi bệnh. Vân cảm ơn các em rất nhiều. Các em à, ở tiết học trước, các em đã được nhận diện làm quen với đường thẳng với 3 điểm thẳng hàng, đường cong và đường gấp khúc. Tiết học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục cùng các em gọi tên của các đường mà chúng ta đã học và liên hệ hình ảnh thực tiễn của các hình đó qua bài 43 đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, tiết 2. Cùng nhắc lại tên bài với cô. Toán bài 43 đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, tiết 2. Qua bài học này, các em sẽ cùng nhau nhận dạng được và gọi đúng tên đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc. Đồng thời cũng liên hệ được hình ảnh của đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong thực tiễn. Qua việc nhận dạng, gọi đúng tên và liên hệ đó, các em sẽ phát triển thêm các năng lực toán học của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tiết học ngày hôm nay nhé. Hãy đến với bài tập đầu tiên. Đọc to yêu cầu bài 2 cùng cô. 2. Nêu tên 3 điểm thẳng hàng. Bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? À, ở bài tập này yêu cầu chúng ta nêu tên 3 điểm thẳng hàng. Đầu tiên, cô mời các em cùng quan sát hình vẽ này và nói cho bố mẹ cùng biết ở trong hình vẽ này có bao nhiêu điểm. À, ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra được rằng ở trong hình vẽ này có tất cả 5 điểm, đó là điểm D, B, điểm E, điểm A và điểm C. Vậy ở đây có mấy đường thẳng các em? À, cô tin các em sẽ nhận ra rằng ở đây có 2 đường thẳng. Đây là đường thẳng thứ nhất và đây là đường thẳng thứ hai. Hai đường thẳng này có chung điểm B. Hay chúng ta cũng có thể nói là điểm B nằm ở trên cả hai đường thẳng. Yêu cầu của bài tập đó là nêu tên 3 điểm thẳng hàng. Các em hãy nhắc lại cho bố mẹ cùng biết thế nào được gọi là 3 điểm thẳng hàng. À, với nội dung các em đã được học ở tiết học trước, cô tin các em sẽ nhắc lại được cho bố mẹ của mình cùng biết 3 điểm thẳng hàng chính là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa được nhắc lại đó, hãy tìm các điểm thẳng hàng có trong hình vẽ này cho cô nhé. Cô mời các em cùng suy nghĩ nào. Các em đã tìm được tên của 3 điểm thẳng hàng rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên màn hình, quan sát và kiểm tra kết quả của mình nhé. Chúng ta đến với đường thẳng đầu tiên. Trên đường thẳng này, cô dễ dàng nhận ra có 3 điểm, đó là điểm A, điểm B và điểm C. Như vậy, cô có 3 điểm thẳng hàng ở đây, đó là 3 điểm A, B và C. Vậy trên đường thẳng còn lại, 3 điểm nào thẳng hàng các em? À, ở đường thẳng còn lại này có 3 điểm thẳng hàng, đó là điểm D, điểm B
và điểm E. Ta nói 3 điểm D, B, E thẳng hàng. Hãy cùng nhắc lại kết quả với cô nhé. 3 điểm A, B, C thẳng hàng. 3 điểm D, B, E thẳng hàng. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình xem có giống với kết quả của cô không nhé. Cô chúc mừng tất cả các em đã có đáp án đúng. Như vậy, qua bài tập này, cô và các em đã cùng nhau củng cố ôn lại kiến thức về 3 điểm thẳng hàng. Các em hãy nhớ, 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng, người ta gọi là 3 điểm thẳng hàng. Bây giờ, hãy cùng nhau ôn lại kiến thức về đường gấp khúc qua bài tiếp theo nhé. 3. Nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc dưới đây. Ở bài tập 3 này, chúng ta sẽ cùng nhau nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc đã cho. Cô có đường gấp khúc sau, cô mời các em cùng quan sát. Hãy nói cho bố mẹ và người thân của mình cùng biết tên của đường gấp khúc này là gì nhé. Ở đây, các em hãy nhớ rằng tên của đường gấp khúc các em sẽ đọc dựa vào điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường gấp khúc đó. Chúng ta có cách đọc như sau. Đường gấp khúc M, N, P, Q. Ngoài cách đọc này ra, cô cũng có cách đọc khác, đó là đường gấp khúc Q, P, N, M. Vậy hãy quan sát kỹ đường gấp khúc này và cho cô biết trên đường gấp khúc này có bao nhiêu đoạn thẳng. Các em cùng quan sát nào. Ở đường gấp khúc này chúng ta thấy có đoạn thẳng MN, đoạn thẳng NP và đoạn thẳng PQ. Như vậy, đường gấp khúc MNPQ đi qua 4 điểm gồm 3 đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng MN, NP và PQ. Bây giờ tương tự, cô có 3 đường gấp khúc còn lại, các em hãy tìm tên các đoạn thẳng của các đường gấp khúc đó nhé. Thời gian dành cho các em bắt đầu. Với các kiến thức mà các em đã được học, cô tin rằng các em đã nêu được tên của các đoạn thẳng ở đường gấp khúc đã cho. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đường gấp khúc đầu tiên. Đường gấp khúc ở đây đã cho đó là đường gấp khúc A, B, C, D. Vậy đường gấp khúc này có mấy đoạn thẳng các em? Hãy cùng cô kiểm tra nhé. Ở trên đường gấp khúc A, B, C, D, chúng ta thấy có đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC và đoạn thẳng CD. Hãy cùng nhắc lại với cô nào. Đường gấp khúc A, B, C, D đi qua 4 điểm gồm 3 đoạn thẳng AB, BC và CD. Cô chúc mừng tất cả các em đã có đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đường gấp khúc tiếp theo. Đường gấp khúc ở đây là gì các em? À, đây chính là đường gấp khúc E, R, H, I, K, L, M. Vậy đường gấp khúc này có mấy đoạn thẳng? Hãy cùng nói cho bố mẹ cùng nghe nào. Ở đây chúng ta thấy đường gấp khúc E, R, H, I, K, L, M gồm có các đoạn thẳng E, R, R, H, H, I, I, K, K, L và L, M. Hãy cùng cô kiểm tra lại bài của mình nhé. Chúng ta đã đến với đường gấp khúc thứ hai rồi,
Còn một đường gấp khúc nữa chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đường gấp khúc ở đây là đường gấp khúc T, U, V, X, Y. Đường gấp khúc này có mấy đoạn thẳng các em? À, chúng ta dễ dàng nhận thấy đường gấp khúc này có 4 đoạn thẳng, đó là đoạn thẳng T, U, U, V, V, X và X, Y. Như vậy các em hãy nhớ rằng đường gấp khúc đi qua 5 điểm sẽ gồm 4 đoạn thẳng. Các em đã kiểm tra được bài làm của mình và so sánh với kết quả của cô chưa? Cô chúc mừng tất cả các em đã có đáp án đúng. Như vậy, qua bài tập số 3 này, các em đã nêu được tên của các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc. Trong quá trình các em làm bài, các em cần cẩn thận để đọc đúng tên của đường gấp khúc và nêu được các đoạn thẳng của nó nhé. Các em à, trong thực tế, các đường gấp khúc, đường thẳng và đường cong chúng ta sẽ thấy rất nhiều. Bây giờ cùng nhau đến với bài tập tiếp theo để xem những hình ảnh tạo bởi các đường đó nhé. Cô có một bức tranh, cô mời các em hãy quan sát bức tranh và nói cho bố mẹ cùng biết các em thấy gì ở trong tranh. Quan sát bức tranh, các em sẽ thấy đây là một bức tranh vẽ cảnh hai bạn nhỏ đang cùng nhau thả diều trên một cánh đồng rộng lớn. Trên cánh đồng này có nhiều dải cỏ xanh mát. Phía xa xa là những dãy núi nhấp nhô và những gợn sóng lăng tăng. Phía trên bầu trời là những đám mây lơ lửng trôi. Đây là một bức tranh rất đẹp đúng không các em? Và ở trong bức tranh này cũng có các hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc đấy. Nhiệm vụ của các em đó là quan sát lại bức tranh và tìm hai hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc trong bức tranh đó. Cô mời các em cùng suy nghĩ nào. Bài tập này sẽ không làm khó các em đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và tìm các hình ảnh của đường cong và đường gấp khúc nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hình ảnh của đường cong. Quan sát bức tranh chúng ta rất dễ dàng nhận thấy hình ảnh tạo bởi đường cong đầu tiên đó là hình ảnh của đám mây. Đám mây này do các đường cong nối liền với nhau tạo thành. Ngoài hình ảnh đám mây ra, các em cũng dễ dàng nhận thấy một hình ảnh nữa tạo bởi đường cong, đó là hình ảnh của dây diều mà hai bạn đang thả. Vậy hai hình ảnh nào tạo bởi đường gấp khúc? Các em hãy cùng nói cho bố mẹ cùng nghe nó. Quan sát tranh chúng ta thấy hình ảnh tạo bởi đường gấp khúc đầu tiên đó là hình ảnh của đuôi diều. Hình ảnh thứ hai đó là những dãy núi nhấp nhô nối liền nhau. Đây là những hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất trong bức tranh. Và cô tin rằng ngoài kết quả mà cô đưa ra, các em đã tìm được những hình ảnh khác đúng không nào? Cùng cô kiểm tra nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy hình ảnh tạo bởi đường cong có thể là những khóm cỏ màu xanh hoặc là vỏ của con ốc hoặc là các bờ ruộng cũng là những hình ảnh tạo bởi đường cong. Còn hình ảnh tạo bởi đường gấp khúc thì sao? Chúng ta thấy ở đây hình ảnh tạo bởi đường gấp khúc lúc này chúng ta có nói là đuôi diều. Ngoài ra chúng ta còn có thể thấy đó là khung của diều, cũng là hình ảnh tạo bởi đường gấp khúc. Và những bãi cỏ màu xanh dương là những đường gấp khúc nối liền nhau tạo thành. Ngoài những hình ảnh này ra, các em đã tìm thêm được những hình ảnh nào nữa? Hãy cùng nói cho bố mẹ cùng nghe nhé. Kính mong bố mẹ sẽ cùng quan sát và giúp các em nhận ra các em đã tìm đúng các hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc chứ nhé.
Các em à, các em đã cùng nhau tìm được các hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc có trong bức tranh đã cho sẵn. Trong thực tế, chúng ta cũng sẽ bắt gặp được rất nhiều hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc. Hãy cùng cô khám phá nhé! Chúng ta đi vòng quanh Huế dễ dàng nhận thấy hình ảnh, đây là hình ảnh của Ngân Lương Đình. Mái đình của Ngân Lương Đình này có dạng đường cong. Là hình ảnh của cầu Bán Nguyệt. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Huế. Cầu Bán Nguyệt này cũng là hình ảnh tạo bởi đường cong. Hoặc có thể là gần gũi nhất với các em, đó là con đường mà các em đi học mỗi ngày. Trong gia đình của các em cũng có rất nhiều có đồ vật tạo bởi đường cong. Đó là bình hoa, mẹ bàn ghế và cạnh quạt. Đây cũng là hình ảnh tạo bởi đường cong. Về đường gấp khúc thì sao? Chúng ta cùng quan sát nhé. Hình ảnh về đường gấp khúc đầu tiên mà các em dễ dàng nhận thấy đó là hình ảnh của kỳ trang trí trên tường. Đó là giá sách ở trong phòng học của các em. Hoặc có thể là các chiếc thửa kẹ xếp chồng lên nhau mà các em chơi trong giờ ra chơi. Đây là những hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc trong cuộc sống mà các em thường gặp. Vậy, ngoài ra trong gia đình của các em, những hình ảnh nào tạo bởi đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc, các em hãy cùng tìm hiểu thêm và chia sẻ cho bố mẹ và người thân cùng biết nhé. Vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau kết thúc nội dung bài học của ngày hôm nay. Các em hãy cùng nhắc lại với cô. Trong bài ngày hôm nay, các em đã học được những gì nào? Trong bài học ngày hôm nay, các em đã được nhận diện được đường thẳng. Biết được 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng gọi là 3 điểm thẳng hàng. Biết được đường cong và đường gấp khúc. Đồng thời liên hệ được các hình ảnh của các đường này ở trong thực tế. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.